hikazu đang đạp xe một mình thì phía trước mặt cậu bỗng xuất hiện một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời điều này khiến cho cậu phải tự hỏi thứ ánh sáng vừa bắn lên trời đó là gì quay lại trước đó vài phút tại trung tâm của vụ phát sáng bí ẩn tiếng còi báo động kêu vang inh ỏi một vật gì đó được đám bảo vệ gọi là thứ đó đã biến mất và hiện tại vật đó đang nằm trong tay một cô gái chùm đầu bí hiểm cô gái nhanh chóng lấy đà nhảy lên cao để lên đến đỉnh của tòa tháp nhưng rất nhanh cô đã bị bao vây, một dấu ấn hiện ra trên chân cô gái. Ngay lập tức, hai vật thể lạ nhanh chóng được lắp ráp và trở thành hai cánh tay robot xuất hiện phía sau cô. Đó chính là Mecha Judy, sau đó với tốc độ cực nhanh họ đã đánh bay lũ bảo vệ ra xa. Bất ngờ cô gái bị thứ vũ khí chống lại Mecha Judy khống chế, một thanh niên với lối nói chuyên mỉa mai xuất hiện, hắn ta yêu cầu cô gái trả lại chiếc hộp bị đánh cắp, trong khi tay thì lại khống chế một Mecha Judy khác khiến cho hai Mecha Judy của cô gái tức giận tên này vẫn cho rằng Mecha Judy chỉ là thứ công cụ của con người. Sau đó khống chế Mecha Judy của hắn trở thành một thanh gươm robot, rồi nhanh chóng dùng nó để cướp đi chiếc hộp trên tay cô gái. Cô gái gọi hai Mecha Judy của cô là Sinit và Death, rồi nhảy lên cao tấn công hắn một cách chớp nhoáng, đưa hắn vào thế hạ phong. Sau khi uyển chuyển né được các đòn tấn công từ lũ lính gác, cô dùng gia tốc ép hắn phải thủ thế đỡ đòn, rồi lợi dụng thời cơ chụp lấy chiếc hộp. Nhưng trận chiến vô tình đã giải phóng thứ bên trong chiếc hộp tạo thành một tia sáng bắn thẳng lên trời. Đó chính là thứ mà Hikazu đã nhìn thấy lúc đầu, đang trong lúc cậu còn ngơ ngác thì một giọng nói vang bên tai Hizaku. Câu chuyện về hành trình của Hizaku cùng với Mechazu đi bắt đầu, sáng hôm sau, Hikazu vẫn còn đang tự hỏi về thứ ánh sáng kỳ lạ tối qua khi đang trên tàu điện để đến trường, đang lúc cậu tìm kiếm thông tin trên mạng thì bắt gặp những người bạn học. Cả bọn bàn tán gì đó về một người vĩ đại của thành phố, nhưng Hikazu lờ như không nghe thấy chuyện đó, lúc này ở trên một tòa nhà cao. Cô gái bí ẩn cùng hai Mecha Judy đang vừa ăn vừa theo dõi chuyến tàu của Hikazu. Tại trường lúc này thì Hikazu đang bị bạn của mình trêu gạo. Về việc cậu nghe thấy tiếng của ai đó vào tối hôm qua, lúc cậu phát hiện tòa nhà Kagami phát sáng và đã quan sát thấy vụ nổ kỳ lạ. Nhưng video mà mạng xã hội lan truyền lại không hề có chuyện này. Thứ mà Hikazu nghe thấy là một lời cầu cứu. Điều này khiến cho bạn bè của cậu tỏ vẻ lo sợ, nhưng bất ngờ tiếng cầu cứu đó lại vang lên. Hikazu nhanh chóng chạy theo hướng tiếng gọi phát ra, vô tình cậu lại đến nơi bị cấm vào mặc cho lời cảnh báo của cảnh sát hikazu vẫn chạy vào bên trong sau khi lại nghe lấy tiếng kêu cứu cậu phát hiện ra một chiếc hộp đang phát sáng thứ này có tiếng nói yêu cầu hikazu giải cứu nó sau khi chạm vào chiếc hộp thì nó nhảy lên người hikazu và tạo ra một tia sáng bắn lên trời khi đã định thần lại thì chiếc hộp đã tạo thành một cánh tay robot ở trên người hikazu cánh tay này có một con mắt ở bên trên sau khi nhận định tình hình xung quanh thì nó thét lên vui sướng vì đã được cứu trong khi hikazu vẫn ngơ ngác chưa biết tiếng nói phát ra từ đâu. sau màn làm quen ngớ ngẩn với nhau cả hai bị một don giao hàng phát hiện sau khi quét nhận dạng cả hai nó liền lập tức đuổi theo hikazu nó tấn công cậu sau khi cậu bị vấp ngã nhưng cánh tay robot đã đỡ cho cậu và làm cho don giao hàng bị hư hỏng nặng ngay lập tức đã có quân tri viện bao vây cả hai tại tòa tháp thông tin về cả hai đã được báo cáo cho một tổ chức họ gọi cánh tay là chitger am và nghi ngờ hikazu là người của tổ chức am sau khi hỏi ý chủ tịch người đàn ông giả ra lệnh phong tỏa nơi đó và ưu tiên thu hồi lại chít am hikazu và chít am vẫn đang lẫn trốn đám son chít am cảm ơn hikazu vì cậu đã cứu nó kịp thời trước khi bị cạn kiệt abichium thứ năng lượng giúp nó có thể chuyển động hikazu nói lời tạm biệt với chít am rồi mặc áo bỏ đi mặc cho nó cố gắng khuyên bảo cậu hãy mang nó theo sau một hồi cố gắng vô tình bỏ đi thì hikazu phát hiện ra một điều quan trọng chính là chít am không thể vận hành nếu hizaku không ở gần cuối cùng chị cậu cũng đành phải khoác chít gơ am lên người đúng lúc này thì lũ john phát hiện ra cả hai chít gơ am nhanh chóng dùng tốc độ kéo theo hikazu bỏ trốn cách đó không xa thì thanh niên mỉa mai kia đã theo dõi tất cả nhưng mục tiêu của hắn chính là cô gái bí ẩn kia chứ không phải là chít gơ am tên của cô gái đó là aki lúc này cô đang tìm cách di chuyển đến nơi mà tổ chức đang chỉ dẫn trong khi đó thì hikazu đang phải vật vã vác theo chít gơ am trốn chạy bất ngờ aki nắm lấy cậu và ném sang một bên rồi dùng sinh và đét tiêu diệt lũ ron chỉ trong một nhát. Chích am ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Anma, lúc này thì thanh niên mỉa mai kia bất ngờ xuất hiện. Lợi dụng tình thế cả hai đang đấu võ mồm Hikaru lẻn trốn qua khe hở của hai tòa nhà, còn Aki thì bị tên thanh niên kia cản trở khiến cho cô tức giận. Hikaru lúc này vừa chạy vừa suy nghĩ tại sao cậu lại không đành lòng bỏ lại chích am. Lúc này chích am cũng để nghĩ giống như việc cậu đang suy nghĩ, chứng kiến sự tốt bụng của cậu. Chigger Am đã kiên quyết phải hy sinh thân mình để cứu lấy Hikazu. Aki lúc này đã đuổi đến, bằng sự nỗ lực và cộng hưởng quyết tâm của cả hai. Cậu đã hạ Aki chỉ trong một cú đấm, rồi nhanh chóng bỏ chạy nhanh nhất có thể. Cả hai thoát ra từ đường cống ngầm và trở về nhà. Trên đường về nhà, Chigger Am tiết lộ rằng bản thân nó cảm thấy quen thuộc với cái tên Anma. Tối đó tại tòa tháp, một thanh niên bí ẩn ngã gục bước ra từ chỗ nơi mà Chigger Am bị đánh cắp. Hắn tức giận vì Mecha Judy của mình đã bị kẻ khác cướp mất, aki quay trở lại tổ chức am để báo cáo tình hình của chitger am được gọi với cái tên là anma kẻ đứng đầu cho rằng tổ chức của tập đoàn kagami tại tòa tháp rất nhanh sẽ truy tìm ra hikazu và yêu cầu aki tiếp tục nhiệm vụ đó trước tập đoàn kagami hôm sau tại trường học aki được giới thiệu là bạn học mới cùng lớp với hikazu hikazu lúc này đang chật vật với aki tại lớp học cách đó không xa hai kẻ lạ mặt đang theo dõi cậu qua ống nhỏm một trong hai kẻ đó được gọi với cái tên là chu Hikazu nghĩ nát óc vẫn không biết lý do vì sao Aki lại đến đây. Anma đề xuất cậu nên bắt chuyện với Aki. Vì những gì mà cô làm ngày hôm qua không hoàn toàn là gây hại cho cậu. Trong lúc đó thì Hikazu đang nghĩ đến phương án báo cảnh sát. Mà không nhận ra mình đang chìm trong giấy vệ sinh, Aki bất ngờ xuất hiện phòng bên cạnh và leo sang phòng của Hikazu. Cô cảnh báo rằng cảnh sát đã bị tập đoàn Kagami kiểm soát và cô đến đây là để bảo vệ cậu khỏi tập đoàn Kagami. Thông tin Hikazu và Aki có quan hệ mập mờ nhanh chóng bị lan tỏa trong khi Hikazu lại tìm mọi cách để ẩn nấp cô ta. Cô bạn Mezu của Hikazu xuất hiện và vô tình cứu lấy cậu một bàn thua trông thấy, mặc cho ánh mắt đằng đằng sát khí của Aki. Mezu lấy ra một hộp bánh, thứ khiến cho Aki thay đổi thái độ 360 độ. Phản ứng của Aki trước những chiếc bánh ngọt này làm cho Hikazu phải há hốc mồm. Vì thứ có thể làm dịu Aki lại đơn giản đến thế, Mezu rất nhanh đã làm quen được với Aki. Hikazu thở phào nhẹ nhõm và nằm vật ra đất nghe nhạc, tuy nhiên cậu lại bật chức năng giảm tiếng ồn xung quanh mezu đã đề xuất gì đó cho aki khi cô bất chợt nhớ đến hikazu chiều hôm đó trong khi đang lén lút đi trong hành lang trường thì mezu xuất hiện và đưa bức thư tình của aki cho cậu vì cô nghĩ đó là cách giúp aki thổ lộ tình cảm của mình mặc cho hikazu đang đỏ mặt cô kéo cậu đến địa điểm gặp mặt trong bức thư rồi khóa cửa lại để cho cả hai ở bên trong aki lúc này tiết lộ sự thật rằng cô là người của tổ chức am nhiệm vụ của cô là để mắt đến anma và việc đầu tiên là cô phải hộ tống cả hai đến căn cứ vì Anma và Hikazu đã hợp nhất với nhau. Trong khi Hikazu tỏ vẻ cảm thấy bất an thì Anma lại xem đó là việc nên làm vì nó muốn tìm hiểu thêm về bản thân. Nhận ra điều này khiến cho Hikazu cảm thấy cắn rứt cho nên cậu đã cởi áo của mình ra và muốn hỏi Aki về việc Anma sẽ không thể hoạt động nếu rời xa Hikazu. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Aki nói không nên lời vì cô không tin vào mắt mình cảnh tượng Anma hợp nhất với chiếc áo khoác. Cô nhanh chóng ép cả hai vào tường và muốn điều tra chuyện này. Hikazu muốn Anma phóng to như hôm qua thì một luồng năng lượng phát ra khiến Aki phải lùi lại. Nhưng rất nhanh, Anma đã cạn kiệt năng lượng và nằm trong cua trên đất. Hikazu ôm lấy Anma rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi sự kiểm tra của Aki. Aki dùng gia tốc đuổi theo cậu ta. Nhưng cậu lại bị Mezu cản lại vì không muốn tổn thương tình cảm của Aki. Hai kẻ theo dõi lúc này đang mất dấu của Hikazu. Chu hỏi Honor, kẻ còn lại về tình hình tại nơi đó. Vì có Mezu đang chặn ở cửa nên Honor cũng không cách nào biết được tình hình ở bên trong. Hikazu lúc này vẫn đang trốn chạy ở bên trong, Aki thì đang bị phân tâm bởi góp ý của Sinit và Death. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra Hikazu ở bên dưới và phá vỡ trần nhà, đè cậu ra đất. Mặc cho Hikazu có giải thích bao nhiêu, Aki vẫn cho rằng cậu là một kẻ lừa gạt. Vì bản thân cậu không có liên kết với Anma, để chứng minh điều đó, Anma lại dùng năng lượng bùng phát rồi lại nhanh chóng gục ngã. Điều này chứng minh Hikazu chỉ có làm hại Anma và cô tiến hành loại bỏ cậu ta. Lúc này Mezu bất ngờ đẩy cửa vào và thấy cảnh không nên thấy. Aki lại càng làm cho Mezu hiểu nhầm càng sâu đậm và bỏ đi, lợi dụng tình thế. Hikazu đã nhanh chóng bỏ trốn, nhưng cậu đã bị Honor chặn lại và đề xuất hợp tác trước khi bị tổ chức am tìm thấy. Hikazu từ chối thì Honor lộ ngay mặt thật của mình. Hắn dùng Mechazu đi tấn công cậu khiến cậu bị bóp méo tầm nhìn, rồi tạo cơ hội cho Chu bắn tỉa cậu từ xa. Hikazu chỉ biết ôm mắt chạy trốn, trong khi Anma nhận ra các Mechazu đi kia không hề có ý thức. Hikazu bị dồn ép đến đường cùng nhưng rất may Aki đã xuất hiện và giải cứu cậu kịp lúc. Cô nhận ra hai Mecha Judy của Honor và Chu đã bị trói buộc. Anma được Death giải thích rằng bị trói buộc chính là thứ cướp đi tự do của họ. Honor tấn công Aki khiến cô bị tương tự như Hikazu. Aki nhắc nhở cậu tìm chỗ trốn. Trong khi cô tìm cách cản lại bọn chúng, Honor lấy ra hai chiếc vòng và ném về phía Aki. Anma lúc này đã nhận ra có gì đó bất ổn với Aki, cho nên Anma tạo ra lối thoát cho Hikazu. Trong khi bản thân quay lại giúp đỡ Aki, Hikazu không nhẫn tâm bỏ đi nên đã đuổi theo Anma, cả hai bắt đầu lên kế hoạch để phản công. Chu lúc này tức giận vì Honor vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ả à ta nhanh chóng bay đến tiếp ứng. Aki lúc này đã bị Honor bắt giữ và bị kéo ra sân thượng gặp Chu. Hikazu và Anma đã nhanh chóng xuất hiện và dùng tai nghe chống giảm tiếng ốn để loại bỏ sát thương từ Honor. Lúc này cậu mới nhận ra tình hình rằng Aki đã bị bắt giữ, hóa ra mục đích của cậu là làm mồi nhử cho Aki tấn công. Hikazu cởi áo khoác ném về phía Aki để An Mát cởi trói cho cả hai, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cậu phải lao về phía An Mát, tạo thêm năng lượng hoạt động để An Mát cởi trói thành công cho Aki. Rất nhanh Aki đã bắt được Chu và dùng cô làm lá chắn lao lên tấn công Honor. Tòa nhà lúc này bắt đầu sập xuống, Chu bỏ chạy để lại Honor bị bắt giữ, tổ chức am nhanh chóng có mặt để dọn dẹp. Lính canh tại tòa tháp Kagami lúc này mới phát hiện ra thanh niên bí ẩn gục ngã lúc trước đã biến mất và nhanh chóng báo cáo cho tổ chức hóa ra hắn ta chính là một mecha đi nhân tạo tên là ozoborot hikazu lúc này đã về tổ chức am an toàn cậu được tiết lộ rằng am là tổ chức chống lại tổ chức kagami tổ chức dùng công cụ tiên tiến để trói buộc các mecha Judy, biến họ thành nô lệ và am sẽ giải phóng các mecha Judy. thủ lĩnh của am agit kẻ đã hợp nhất với mecha Judy tên là Ford, vốn là anh trai của anma agit muốn hợp tác với hikazu và anma để cứu lấy các mecha Judy và nhân loại chống lại tập đoàn kagami tại trụ sở chính của tổ chức am đội ngũ bác sĩ của họ đang cứu chữa cho một thanh niên nào đó với một lỗ hổng lớn trên lưng ngay vị trí hình xăm có chứa mecha judy có vẻ như cậu ta đã được chạy chữa hơn 3 tháng agit cảnh báo aki tránh xa việc truy tìm mecha judy bị đánh mất vì cô chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ anma tại một nơi nào đó một cậu bé tóc màu đọt chuối đang bị một đám người có mecha u đi trên người truy sát aki xuất hiện nắm lấy cậu bé và ném sang một bên sau đó mặc cho lũ người kia trêu gạo cô thẳng tay quật ngã một tên làm cho tên cầm đầu hốt hoảng hắn nhận ra aki chính là người sử dụng xong quyền thép khi mà cô chỉ với đòn đã làm cho lũ người kia trở thành kẻ bại trận chỉ trong tích tắc hắn ra lệnh cho joe mecha đi của mình biến đổi thành một chiếc xe rồi lợi dụng tình thế hỗn loạn mà bỏ chạy hikazu lúc này đang quan sát tình hình bên trong từ bên ngoài ngay khi phát hiện ra tên cầm đầu bỏ trốn cậu và anmat đã nhanh chóng nhảy vào trong và đuổi theo với một dáng vẻ ngớ ngẩn không gì có thể tả được tên cầm đầu rất nhanh đã phát hiện ra sự truy đuổi của Hikazu và tăng tốc bỏ chạy. Nhưng Anma đã nhảy lên bám lấy được hắn ta, sau đó dùng sức nhảy lên cao rồi bay lên đầu chiếc xe, sau đó kêu gọi hắn ta đầu hàng, nhưng ngược lại sự tự tin của Anma, thì hắn ta dừng xe lại khiến cho cả hai mất quán tính văng lên phía trước, rồi lên ga để cán chết cả hai. Aki bất ngờ xuất hiện và đấm vào bánh xe khiến hắn văng vào tường. Aki tra hỏi hắn ta về tung tích của một mecha du đi dạng trùng sâu, hắn ta vẫn kiên quyết bất hợp tác. Nhưng chỉ với một cái nhấc nhẹ chiếc container, hắn đã bị cô dọa cho đến ngất xỉu. Sau tất cả thì cuối cùng cô cũng đi vào ngõ cụt, Aki tiến đến hỏi cậu bé kia lý do cậu bị bọn chúng rượt đuổi, chứng kiến thái độ đáng sợ của Aki, Hikazu liền chạy đến ngăn cản, cậu cho rằng cậu bé chỉ là bị bắt nạt vì đồng phục cậu đang mặc là từ trường danh tiếng. Aki không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi, Anma và Hikazu định đưa cậu bé về nhà nhưng tiếng của Sinis và Death hối thúc khiến cho cậu bực mình nói lời tạm biệt với cậu bé. Sáng hôm sau như thường lệ, Anma lại dùng cách báo thức đặc biệt để có thể đánh thức được Hikazu. Cuộc sống của cậu bị đảo lộn lên hết, bên ngoài cửa sổ thì Aki đã đứng đó để hộ vệ cho cậu từ lúc nào. Vào đến lớp, Hikazu lại ngủ gật mặc cho bạn bè có khuyên can cậu. Aki ném cho cậu một tờ giấy và cả hai lại bắt đầu đi điều tra tại một khu vui chơi. Hikazu vẫn chưa biết mục đích của cuộc điều tra lần này là gì. Shinit và Death thì luôn miệng thao thao bất tuyệt về tinh thần trung thành bảo vệ cho Aki. Còn Hikazu thì cho rằng họ đúng là lũ ngốc, Hikazu đề nghị Aki có thể điều tra một mình và không cần quan tâm đến cậu ta, cậu ta sẽ luôn để bản thân trong vòng an toàn và báo cáo cho Aki mỗi 5 phút một lần, nhưng dù cho cậu có hứa bao nhiêu đi nữa thì Aki vẫn không đồng ý. Cô kiên quyết Hikazu chỉ cần đi theo cô và giữ im lặng. Hikazu thở dài rồi muốn đi vệ sinh một mình, không quên nhắc nhở Aki không được đi theo cậu, cuối cùng thì cậu cũng được ở một mình, sau đó cậu trèo qua lối cửa sổ và bỏ về. Bên ngoài thì Sinit và Death nhắc nhở Aki rằng liệu Hikazu có bỏ trốn hay không, Aki hốt hoảng đi tìm Hikazu. Lúc này thì bất ngờ kẻ lạ mặt sở hữu Mecha đi dạng trùng sâu xuất hiện, Aki lập tức tấn công hắn ta, lúc này Hikazu nhận được tin nhắn liên tục từ Aki. Anma nhắc cậu kiểm tra tin nhắn thì phát hiện ra hình chụp Aki bất tỉnh được gửi đến từ số điện thoại của Aki, đang hốt hoảng thì Aki lại gọi đến. Bên kia đầu dây là giọng nói của tên lạ mặt, hắn muốn Hikazu giao ra Mecha đi của cậu vì chắc chắn nó là dạng hiếm. Vì thế mới được cài người bảo vệ, sau đó đề nghị trao đổi Sinit và Death lấy Anma của Hikazu. Hắn còn nói thêm về tình trạng của Aki, chắc chắn cô ta sẽ chết nếu để mất Ju đi của mình quá lâu. Vì vậy Hikazu có 30 phút để đến đó và giao ra Anma, sau đó cúp máy. Lúc này AGIT gọi đến và thông báo về tình trạng của Aki cho cậu biết. Anma muốn nhanh chóng giải cứu Sinit và Death, nhưng AGIT không đồng ý. Ông ta quyết định cho người khác đến để bảo vệ cả hai thay cho Aki mặc cho Hikazu có đồng ý hay là không. Phước không quên nhắc nhở Anma về tầm quan trọng của bản thân, Hikazu lúc này giả vờ đồng ý với AGIT, sau đó tắt điện thoại và quyết định cứu lấy Aki, cả Sinit và Death, cả hai cuối cùng đã đến điểm hẹn. Hóa ra kẻ lấy cắp Mechazu đi chính là cậu bé tóc đọt chuối, sau đó lấy ra Sinit và Death, rồi nói lên tham vọng của bản thân về việc muốn chiếm hữu Anma để có được sức mạnh siêu phạm như lời đồn, rồi tiến đến tấn công cả hai bằng Mechazu đi sâu trùng. Dù cho Hikazu có tránh né rồi tấn công hắn ta, thì hắn vẫn rất dễ dàng có thể đỡ được tất cả và phản công, khiến cả hai văng ra xa, hắn ta bắt đầu khiêu khích Hikazu. Chê bai cậu ta là kẻ vô dụng luôn được người khác bảo vệ, rồi phóng vũ khí phá trả nhà, đập mạnh vào vị trí cậu đang đứng. Hikazu tức giận nhảy lên các cánh tay khổng lồ, rồi dùng sức mạnh của Anma đấm văng hắn ta ra xa. Đòn tấn công của cậu đã khiến hắn tức giận, rồi hắn ta tạo ra một vòng vây xung quanh Hikazu. Lợi dụng các đoạn xích mà cậu đấm tan tác, để tạo ra luồng điện vô hiệu hóa cả hai sau đó tiến đến trói lấy và tách cả hai ra xa nhau hắn vui mừng hớn hở vì tưởng đã có thể chiếm hữu được nama nhưng Anma đã đấm hắn văng ra bằng hơi tàn của mình sau đó di chuyển về chỗ hikazu đang bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của tên tóc đọt chuối Anma lại dùng cách đánh thức hikazu mỗi sáng để kêu cậu tỉnh lại lúc này trong tiềm thức của hikazu tiếng của Anma vang vọng khắp nơi khuyên bảo và cổ vũ cho cậu cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy và chính thức kết hợp hoàn toàn với an xung động từ vụ kết hợp hất văng tên tóc đọt chuối hắn tức giận vì Mecha cha đi hắn đang theo đuổi lại bị phế vật như hikazu cướp mất hikazu dùng năng lượng bắn anma về phía kagami tên của tóc đọt chuối nhưng Mecha cha đi của hắn đã tạo thành lá chắn để che cho hắn ta hikazu lao đến bồi thêm một phát cả hai hợp thể đấm bay kagami vào bức tường bất ngờ một kẻ lạ mặt khác lại xuất hiện hắn gọi kagami là cậu chủ và đã chứng kiến được sức mạnh của anma đang khi hikazu có ý định chiến đấu thì hắn ta đã đề nghị ngừng chiến sau đó trả lại sinis và death cho Hikaru, rồi cảnh báo Hikaru về những mối nguy hiểm sau này đến từ thuộc hạ của hắn, sau đó bỏ đi. Sang hôm sau, Hikaru một mình trên sân thượng may và lại chiếc áo chứa Anma, Aki xuất hiện và xin lỗi Hikaru trước sự ngỡ ngàng của cậu ta, sau đó kéo lấy Anma và giúp cậu ta khâu vá lại chiếc áo, cái nắm tay vô tình khiến Hikaru đỏ mặt quay người đi. Sau đó cậu hứa sẽ không để cho Aki phải liều mình bảo vệ cậu nữa, Aki cũng xin lỗi cậu về câu nói trước đó, cho rằng cậu vô dụng. Còn An Ba thì bị Aki đâm cho biết bao nhiêu là nhát khâu, có cuộc gọi từ tổng bộ nên Aki nắm lấy Hikazu và kéo cậu đi.